Trong giai đoạn mang bầu với những thay đổi về cơ thể, rất nhiều chị em còn lúng túng trong việc lựa chọn đầm bầu sao cho vừa đẹp, vừa thoải mái trong hoạt động hàng ngày mà vẫn thời trang. Theo các nhà thiết kế của Anna Nina, một bộ thời trang đầm bầu được gọi là đẹp cần hội tụ nhiều yếu tố, quan trọng nhất là form dáng. Chúng vừa vặn, tạo cảm giác gọn cho người mặc nhưng vẫn đảm bảo về sự thoải mái, dễ vận động. Thứ hai là chất liệu cũng như cách dệt vải. Hiện nay cũng đã có khá nhiều trang phục bầu được sản xuất trên chất liệu cao cấp, giúp mẹ bầu vẫn thật đẹp tự tin khi đi làm công sở hay giao thiệp với khách hàng. Ngoài ra, trang phục đẹp còn phù hợp với tính cách, sở thích, vóc dáng và hoàn cảnh sử dụng. Mẹ bầu có thể lựa chọn trang phục riêng khi đi làm, hội họp, khi đi chơi, đi tiệc hay ở nhà. Để giúp cho các mẹ bầu thật tự tin về form dáng khi mang thai, chương trình xin giới thiệu những mẫu trang phục đầm bầu mới nhất của đầm bầu Anna Nina theo phong cách Cosmo Mami, hòa quyện giữa những thiết kế chuyên biệt cho bầu và xu hướng thời trang thịnh hành xuân hè 2015. Đây là series những mẫu thời trang bầu rất phong phú, bao gồm đầm bầu khi đi công sở, đi chơi, đi biển trong những ngày hè, áo bầu kết hợp với quần bầu khi tới công sở hay kết hợp với sóc trẻ trung năng động, đúng với phong cách nhiều chị em yêu thích khi còn son rỗi. Các mẹ bầu sẽ thật dịu dàng dễ thương với những mẫu đầm bầu chấm bi trên nền vòn lụa. Những thiết kế này sẽ thật thích hợp cho tiệc hay những buổi gặp gỡ quan trọng trong công việc. Những chiếc áo sọc trắng đen thời thượng sẽ rất tiện dụng, dễ phối phụ kiện để có nhiều hình ảnh khác nhau như trẻ trung năng động hay duyên dáng thanh lịch. Chúng được làm trên chất liệu mát, nhẹ cùng với những thiết kế bay bổng, tinh tế, mang lại những cảm giác thật mới mẻ cho mẹ bầu, không còn cảm giác nặng nề, mệt mỏi trong những ngày mang bầu nữa, mà thay vào đó là sự tự tin, yêu đời để trải nghiệm những trang phục thời trang mới và một giai đoạn thật hạnh phúc nữa của người phụ nữ. Với những chiếc áo bầu Cosmo Mami của Anna Nina, mẹ bầu có thể diện với quần dài thanh lịch để đi làm, diện quần sóc năng động để đi chơi và sau sinh hoàn toàn có thể sử dụng tiếp tục khi cơ thể chưa thon gọn. Những chiếc đầm bầu kẻ với hai màu cơ bản của thời trang là đen và trắng lâu nay vẫn cuốn hút với chị em bởi vẻ đẹp thật đơn giản mà hiện đại. Giờ đây được truyền tải thật mới lạ trong thời trang bầu. Bên cạnh những chiếc đầm bầu khoe bụng vừa gọn gàng, vừa thể hiện sự hãnh diện của người phụ nữ trong thời kỳ mang thai, đó còn là form đầm suông rất hot trong mùa hè năm nay. Những chiếc đầm bầu suông được yêu thích bởi tính thoải mái, năng động trong mùa hè, vừa có tính thời trang đậm nét với cách cấu tạo form dáng độc đáo trong thiết kế của Anna Nina. Không có lý do gì mà khi có bầu, chị em phụ nữ lại không tự tin về cơ thể. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc sắp làm mẹ, song hành với sự tự tin về vóc dáng và phong cách. Chị em hãy lựa chọn những trang phục phù hợp với phong cách, gu thẩm mỹ, mục đích sử dụng để thật đẹp và tự tin ở mọi giai đoạn cuộc sống của người phụ nữ, đặc biệt là giai đoạn mang thai 9 tháng 10 ngày, giai đoạn thật ý nghĩa, hạnh phúc trong đời người phụ nữ.